Vâng, em Dương xin chào các bác ạ. Hiện tại em đang đi trên trục đường 30m của phân khu Sao Biển. Trước mặt là các bác bên phía tay trái, đây là trung tâm thương mại Vincom, có quy mô 5,6 hectare rất là rộng các bác ạ. Và hôm nay em Dương sẽ đi quay cho các bác một cái căn shop house Sao Biển 23. Mặt trước nhìn ra đường 40m có một cái mức giá rất là tốt. Chủ nhà đang rất là thiện chí bán và để cái giá rất là yêu thương. Và em nghĩ là cái giá này cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho các bác có nhu cầu đầu tư hoặc các bác có nhu cầu để ở, lấy căn này cũng rất hợp lý. Đây, em đang đi trên trục đường của Sao Biển 22. Sao Biển 22 của chúng ta thì các nhà hàng rồi các cư dân đã về ở rất là nhiều, đặc biệt là kinh doanh mảng ăn uống dịch vụ. Dự án của chúng ta ngày càng đẹp lên và đông đúc lên các bác ạ, rất hợp lý. Căn shop house Sao Biển 23 này em giới thiệu cho các bác ngày hôm nay thì cái khuôn tiền nó cũng rất là vừa phải, cái tệp khách hàng để sở hữu được cái dòng sản phẩm của Vinhome với một mức giá hơn 10 tỷ thôi thì rất là nhiều. Đấy, và đây là một cái căn rất là đẹp. Đây, trục đường của chúng ta, trục đường 40m này các bác này, của phân khu Sao Biển. Đi thẳng thì chúng ta sẽ ra khu thị trấn Châu Quỳ ạ. Đấy, xong rồi chúng ta đến lên xanh đèn đỏ, chúng ta rẽ tay phải thì chúng ta sẽ ra đường năm cũ, và rẽ tay trái thì chúng ta sẽ đi ra đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, rất là gần. Đấy. Em chia sẻ cái phân khu Sao Biển 23 này thì các khách hàng về ở và để kinh doanh đây rất là tấp nập, và hiện tại nó đang thành một cái con phố để kinh doanh các bác ạ. Chúng ta đã đến rồi. Đây, em sẽ đi xuống để quay cho các bác xem. Đây là trục đường Sao Biển, và cũng là gần như là trục chính. Cả dự án của chúng ta sẽ có 22 điểm vào tất cả các bác ạ. Thì cái điểm này của chúng ta là một trong những trục đường chính từ kết nối từ ngoài vào dự án. Còn chúng ta đi ra đây thì chúng ta sẽ ra trung tâm thương mại Vincom, rẽ tay trái này, chúng ta rẽ tay trái đây, chúng ta sẽ ra cầu vượt Phú Thụy rất là gần các bác ạ. Cái căn em chia sẻ cho các bác là cái căn Sao Biển 23, mặt nhìn ra đường 40m hướng đông bắc. Em xin đọc qua vị trí của căn này. Căn này diện tích là 67,5m, mặt tiền 5m, diện tích xây dựng dưới tầng 1 rất là lớn các bác ạ, là 61m, và tổng diện tích sàn của nó rơi vào tầm gần 240m. Đây, các bác nhìn thấy kinh doanh, văn phòng rồi nội thất rất là nhiều, và nó được ví như là con phố nội thất đấy các bác ạ. Căn này hiện tại chủ nhà đang rất thiện chí bán và có mức giá rất là tốt. Căn này chủ nhà mới nhận bàn giao cơ bản của chủ đầu tư thôi, hoàn thiện mặt ngoài, trần, tường, sàn, và bên trong thì chưa hoàn thiện. Đấy, các bác nhìn thấy cái bức tường của đất của chúng ta sẽ đến cái bức tường là 67,5m. Đây, 67,5m của chúng ta sẽ đến cái hành lang xanh này. Đấy, còn xây dựng tính từ cái cửa kính này vào đến bức tường đấy thì nó rơi vào là 61m. Tổng diện tích sàn gần 240m các bác ạ, rất là rộng. Căn này giá chỉ hơn 10 tỷ một chút thôi các bác ạ, giá rất là tốt. Thời điểm trước cách đây độ khoảng 1 năm thì cả cặp nó rơi vào tầm độ khoảng 36 tỷ. Những cái vị trí gần như trung tâm thương mại Vincom này thì giá nó phải tầm 36 tỷ cả cặp. Và một căn lẻ, người ta bán lẻ thường thường người ta sẽ bán mặt đằng sau thôi, không bán mặt đằng trước đâu các bác ạ. Đấy, thì căn này thì lại bán mặt đằng trước. Bên em thì chuyên làm cho thuê chuyển nhượng, cho thuê tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Chúng em nhận tư vấn chuyên sâu cho khách hàng và miễn phí hoàn toàn cho khách hàng. Các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ với công ty cổ phần bất động sản Ngọc Hân Luxury. Vâng, em Dương xin chào các bác, và các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo của em.